Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 2 âm lịch ngày hôm nay, thay mặt cho những người làm chương trình thì Dưỡng Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông quý vị nhé. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ cùng với quý vị bàn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên của những gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 2 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo, trong tháng 2 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Quý Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh thái tuế, nên phải gánh trên vai rất nhiều những áp lực và nhất đó chính là vấn đề về tài chính, kinh tế. Họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu bản mệnh không nắm được vận trình thái tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Quý Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì sẽ rất có thể gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Quý Tỵ phải quá lo lắng những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình, là để mình hoàn thiện bản thân hơn. Sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng là con đường sáng lạn với cầu vồng ở phía trước. Và nếu nắm được vận mệnh, biết cách đi đúng hướng thì những quý gia chủ tuổi Quý Tỵ trong tháng 2 âm lịch này, chúng ta sẽ có được những thành quả đột phá, đứng đầu trong top con giáp giàu có may mắn trong năm nhâm dần 2022. Vậy thì ngay bây giờ để quý vị biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, ngũ hành, trường lưu thủy. Họ là người trầm ổn, tài trí hơn người, biết cách cư xử, tiến lùi ở đời đều hiểu, là người giỏi xã giao. Họ có phẩm chất cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Tuy nhiên người này lại tâm địa xấu xa và có lòng đố kỵ, khiến họ không giữ được các mối quan hệ lâu dài. Đó cũng chính là lý do khiến họ mất nhiều cơ hội tiến thân hay kiếm tiền. Người tuổi này thời trẻ rất vất vả, trải qua nhiều khó khăn mới có được cuộc sống tốt đẹp, an nhàn hơn vào trung niên. Họ thích sự nồng nhiệt và theo đuổi tình yêu rất chân thành. Họ sống nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận và thường suy nghĩ kỹ trước khi quyết định việc gì đó. Họ hiểu rõ về bản thân mình, biết mình mạnh ở đâu, mạnh chỗ nào, đề cao đời sống tinh thần. Họ có khả năng dự đoán hướng đi rất đúng và rất tốt. Xem tử vi tuổi Quý Tỵ tháng 2 năm 2022, do đã có tuổi nên sức khỏe của quý ông bà không còn được tốt như trước, nên chú ý đến các căn bệnh tuổi già, bệnh tật lâu khỏi, vì thế cũng phải chi tiêu vào thuốc thang nhiều. Thêm nữa gia đạo tháng này cũng không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp quý âm thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Tỵ cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em, bạn bè, người thân xung quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, chuyện làm ăn, công việc kinh doanh của gia chủ gặp nhiều trở ngại. Dù đã là về hưu hay vẫn đang tất bật làm việc, mưu sự khó thành, bại khí lấn át, hành sự phải thật tỉnh táo và thận trọng. Bản mệnh dễ vướng phải chuyện thị phi, mâu thuẫn, thậm chí còn có kẻ ác ý bôi nhọ danh tiếng. Do đó cần phải chú ý nhiều hơn đến cách hành xử. Trước khi nói hoặc làm việc gì, cần phải cân nhắc cẩn thận hơn, không nên nóng nảy hành xử một cách bột phát. Gia chủ cũng không nên quá cứng đầu, buộc người khác phải nghe theo ý của mình. Hãy có cái nhìn cởi mở, đa chiều hơn về mọi việc, từ đó mới có thể tìm được cách tháo gỡ, cũng như những khó khăn hay rắc rối đang gặp phải sẽ được giải quyết. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an.
Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Tỵ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tình hình tài chính về cơ bản không biến động quá lớn, song người tuổi này cần phải giữ chặt túi tiền của mình, không dễ dàng tin theo lời rủ rê của người ngoài, kẻo bị lừa gạt. Khi có người muốn vay mượn, bản mệnh cần phải cân nhắc đến đối tượng, không nên cho vay một cách quá dễ dàng, nếu không bạn dễ bị lừa đảo, vừa tiền mất, vừa mất mối quan hệ. Trong tháng này có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Quý Tỵ, nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng, thì khi cấp bách, tiền vào túi rồi lại ra đi, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sinh năm 1953. Gia chủ cần phải tập thói quen buông bỏ gánh nặng, chớ để cảm xúc chi phối hành động. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh có thể nhờ đến sự giúp đỡ và chia sẻ của con cái cũng như nửa kia, chớ nên ôm mọi chuyện vào lòng. Các quý gia chủ tuổi Quý Tỵ, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ tình cảm xã giao của tuổi Quý Tỵ không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn, lắm thị phi, vạ miệng. Nguyên nhân có thể do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính gia chủ. Dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, tốt nhất là nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý, cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động, dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình, người tuổi này cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cái. Có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng ra thì việc gì cũng sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là kim bạc kim, tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn phá ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 2 năm 2022, tức ngày 11 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 2 năm 2022, tức ngày 23 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 8 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 2 năm 2022, tức ngày 20 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành. Các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với từng việc cụ thể.
như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 2 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo của chương trình Phong Thủy Gia Cát.